Chi tiết quy hoạch đất xã Đông Á huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình ờ, Trên mặt chúng ta hiện tại đang là quy hoạch đất của huyện Đông Hưng từ nay đến năm 2030 Và trong video này mình xin chia sẻ cho anh em chi tiết về uh, có một con đường rất là lớn chạy qua xã Đông Á Đó chính là đường cao tốc Hưng Yên đi Thái Bình anh em ạ Nó sẽ cắt qua Đông Xuân này, Đông Quang và xuyên sang Đông Á ở phía khu vực này và mình sẽ soi chi tiết em nó cắt qua khu vực nào và cắt qua Đông hoàng này đấy và hy vọng rằng với các chi tiết này thì anh em có thể là có cái kế hoạch đầu tư bất động sản mua hoặc bán làm sao là, là là hiệu quả nhất giúp chúng ta có cái lợi nhuận cao nhất em nhé thì đây bên này là đông hoàng này mình sẽ soi từ đông hoàng sang này hầu như các con đường lớn này nó sẽ đi qua cánh đồng và thỉnh thoảng nó sẽ cắt qua đây ví dụ chỗ uh, chỗ nhà văn hóa thôn thái hòa 2 này nó sẽ cắt cả một đoạn anh em này thì nếu mà trong xóm này mà chúng ta ra mặt đường thì nó là một điều khác hòa biệt hoàn toàn đúng không nha?